Chào các bạn đến với kênh Taji. Hôm nay mình sẽ làm lại game Liên Quân nha các bạn. Rồi mong các bạn ủng hộ mình nha. Hôm nay mình sẽ đánh Đà Lạt nha các bạn. Đà Lạt đi gần. Mình sẽ già bụi và chép bụi và fan nha các bạn. Sau thời gian nghỉ rất là lâu mình không có làm game Liên Quân á. Hôm nay mình sẽ làm lại nha các bạn. Thì đi gần thì các bạn cứ farm từ từ. Vì ba cái đợt lính đầu tiên á, nó rất là nhiều kinh nghiệm nha. Vì mình cấp level nhỏ các bạn, mình có thế tước mình sẽ lên cấp rất là nhanh nha các bạn. Tới đợt lính thứ ba mình mới on tụ nha các bạn, nó đẩy tụ luôn nha các bạn. Lúc trước Liên Quân những mùa đầu thì mình có làm những clip ulti của John nha các bạn. Chắc các bạn còn nhớ những video của mình. Những video ulti của John nha các bạn. Khoan đã, thì, lâu rồi mình không có làm Liên Quân rồi. Hôm nay mình làm thì mình sẽ làm chuyên về tướng Đà Lạt nha các bạn. Mình sẽ làm những clip tổng hợp của tướng Đà Lạt nha các bạn. Thì Đà Lạt thì nó rất là dễ đánh nha các bạn. Nhất là đối thủ khó, rất là khó bắt Đà Lạt nha các bạn. Với mình di chuyển rất là nhanh nha. Với độ khó của tướng này mình thấy tương đối là dễ nha các bạn. Thì lúc Liên Quân á, những mùa đầu á, mình chơi John á, là mình chơi suốt luôn các bạn. Dễ mình hay quay những clip ulti á, ulti của John á, mình tổng hợp lại. Đây cái chiêu số 1 các bạn có thể hồi lại nha. Hồi lại các bạn rút ra lại. Thì mình đi gần hay là mình đi đường giữa mình cũng hay đem tiền tỷ nha các bạn. Mình cũng hay đem tiền tỷ theo. Vì mình ulti á, mình ulti mình sẽ bấm cái tiền tỷ á, để cho đối thủ bị giảm cái tốc độ di chuyển các bạn. Những cái chiêu ulti mình nó sẽ giữ lại. Đây là mình sẽ ăn con rồng. Giờ bây giờ mình sẽ cùng đồng đội mình sẽ đẩy nha các bạn. Mình sẽ ăn con mùa xanh trước. Mùa xanh cái. Đây là mình sẽ lên đồng đội mình sẽ oi nha các bạn. Cái cách 5 là lực lính thứ 3 rồi các bạn. Cái được lính thứ ba này lại bắt đầu nó mạnh nè các bạn. Những cái quái nó mạnh nè. Nên mình sẽ phụ với đồng đội mình sẽ đẩy. Đẩy tụ. Cái mình dùng đà lá này mình cũng có thể farm gừng của tem bạn luôn rất là nhanh nha các bạn. Mình farm lén các bạn. Có quen đánh đà lá của mình là hay đánh úp từ phía sau nha các bạn. Là mình sẽ bắt đối thủ từ phía sau mình đánh úp. Đánh úp chứ mình không đánh trực diện nha các bạn. Đây là thói quen của mình. Thì mình khi mình đánh trực diện á mình dễ bị đối thủ khống chế. Mình cũng hay kéo bản đồ á, mình quan sát hướng bên địch á đã ra chiêu hết chưa. Nếu đã ra chiêu hết chiêu khống chế mình sẽ nhảy ra nha các bạn. Với tướng đà lá này thì mình dễ dàng bắt lẻ nha các bạn. Bắt lẻ những tướng AD hoặc là những tướng mít có HP rất là yếu nha các bạn. Mình hay bắt lẻ từ phía sau. Đang tới. Và thậm chí đà lá có thể làm giảm HP của tướng địch khi tướng địch ở trong tụ nha các bạn. Thói quen đánh Liên Quân của mình thì trước tới giờ thì khi mình chơi John những mùa đầu á các bạn thì mình hay nhìn bản đồ nhỏ nhiều hơn là cái bản đồ lớn các bạn. Khi mà đánh mình đánh nhìn cái quan sát cái bản đồ nhỏ là chủ yếu. Thì bản đồ nhỏ là nó hiển thị toàn bộ cái vị trí của tướng địch ở trên bản đồ nha các bạn. Nhìn bản đồ nhỏ nhiều hơn bản đồ lớn mà thậm chí mình không rất là ít kéo cái bản đồ lớn nha các bạn. Khi mà mình bắn những chiêu anti do nữa mình chỉ nhìn quan sát cái bản đồ nhỏ thôi. Pursue the enemy. Valheim. Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Ah.
Chú ý đường rồng. Your team has destroyed a tower. Where in the rút lui. Here they come. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Đang tới. Your tower has been destroyed. Enemy onslaught. I'll give it my all. Ultimate. Hey, over here. Shut down. Where in the Speed Force are we? Chú ý màu xanh. Advance on the enemy. Kill her. Get up to speed. Đánh an toàn thôi bạn ơi. Can't be late. Chú ý rồng. How many fingers? Khoan đã, để tôi hồi phục. Pursue the enemy. Your tower has been destroyed. Dragon and Slayer have evolved. Enemy dominating. Ultimate. Attack the enemy. No karma. I gotta run. Hey, over here. An ally has been defeated. Shut down. How many fingers? Enemy double kill. Oh, Speed Force all. HP is low. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. I gotta run. Here they come. Hỗ trợ tôi với. An enemy has been defeated. Advance your tower enemy has been destroyed. Valor. An ally has been defeated. Đang tới. Pursue the Your enemy. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. I Ứng công. Run. Dọn lính đường rút lui. How many fingers? Ah. Tập hợp. Attack the enemy. Gilder. Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Chú ý An enemy has been defeated. Third Slayer has been defeated. Attack the enemy. Ultimate. Hey, over here. Open dragon.
Dọn lính đường xe gia. Tiến công. Tiến công. Dọn lính đường xe gia. Can't be late. An ally has been defeated. Rút lui. Rút lui. One cyclone coming right up. Dominating. Oh, come on, you're embarrassing both of us. Double kill. Tiến công. Over here. Ah. Tiến công. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Your team has destroyed a tower. Legendary. Rút lui. Dọn đến đường sông. Chú ý bùa đỏ. Dọn đến đường sông. Get up to speed. Đang tới. Tập hợp. Dọn đến đường giữa. An enemy has been defeated. Pursue the enemy. Valheim. Omen. Rút lui. I'll give it my all. Hey, over here. Hỗ trợ tôi với. Your tower has been destroyed. Omen. An enemy has been defeated. Tiến công. Get up to speed. I gotta run. Hey, over here. Ah. Dọn lính đường tập hợp. Get up to speed. An enemy has been defeated. Legendary. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Double kill. Based. Hey, over here. I gotta run.